Em Hạnh kính chào quý bà con ha. Hôm nay thì em Hạnh cập nhật cái quá trình sinh trưởng ruộng ớt của anh Liêm ở giai đoạn là 32 ngày. Đây là ruộng ớt của anh Liêm mà em Hạnh đã quay rất là nhiều video để mà cung cấp thông tin cũng như là kỹ thuật cũng như là cách phân bón, đi thuốc để là bà con chúng ta theo dõi. Và cái quá trình sinh trưởng ruộng ớt này bà con chúng ta có thể tham khảo quy trình của em Hạnh áp dụng cho anh Liêm trong suốt thời gian qua. Và hôm nay ruộng ớt chúng ta 32 ngày. Vừa rồi thì những cái video trước em Hạnh có đăng cho tất cả bà con chúng ta theo dõi cái giai đoạn mà ruộng ớt ở tầm 5, 10, 15, 20 ngày là trong vòng xử lý 4 cử liên tục đổ gốc, xử lý đổ gốc là bên dưới rễ nha bà con ha, để thúc chúng ta quá trình sinh trưởng phát triển của ruộng ớt. Và thời điểm giai đoạn 25 ngày, đúng là thời điểm 25 ngày thì em Hạnh đúng quy trình thì em Hạnh sẽ cho tưới cử thứ 5. Tuy nhiên thì ruộng ớt của anh Liêm thì giai đoạn 25 ngày thì em Hạnh không áp dụng cái quá trình mà tưới thuốc gốc cho cử thứ 5 mà chuyển sang hẳn là xử lý combo về xử lý chết cây. Mà combo xử lý chết cây á, thì xử lý trực tiếp vào cổ rễ là không cộng phân. Chúng ta xử lý bộ ba sản phẩm bao gồm như thế nào? Một là sản phẩm Kasuha đặc trị tiến trùng. Hai là cái sản phẩm Domi chuyên xử lý về rễ, thối rễ, vàng lá thối rễ, về nấm bệnh dưới rễ và dưới gốc. Và sản phẩm thứ ba đó là Bio Organic. Đây là một sản phẩm chuyên về kích rễ nhập khẩu. Hàng này thì xử lý về hỗ trợ bộ rễ, giúp bộ rễ chúng ta sinh trưởng và phát triển mạnh hơn. Và tiếp tục cử 30 ngày là cử thứ 6. Cử thứ 5 xong là 25 mà cử 30 ngày thứ 6 thì tiếp tục em Hạnh cho sử dụng cái sản phẩm nó là cũng combo chất cây. Cũng xử lý tương tự như thế nha bà con ha. Cũng ba sản phẩm là Kasuha, Domi và Bio Organic. Đây là một bộ ba rất là hiệu quả như bà con chúng ta ứng dụng trong ruộng ớt của mình. Và cái sản phẩm này thì giải quyết rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là về rễ, xử lý bộ rễ, xử lý chết cây, xử lý về thối rễ. Về nói chung chung đó là xử lý về chết cây. Và thời điểm rồi thì em Hạnh cũng cho xử lý phân nha bà con ha. Em Hạnh cập nhật cái công thức phân cho bà con ở cái giai đoạn là 15-16 ngày thì em Hạnh cho rải 20-10-10 với trung bình là 20-25 kg một công ha. Rồi và giai đoạn sau, giai đoạn khoảng chừng mà 20 ngày đến 22 ngày thì anh Liêm nhập lại một cử 20-25. Thời điểm đó cây hơi ốm xíu thì anh có bổ sung, mình cho bổ sung thêm phân DB một tí xíu nha. Thời điểm đó thì mình xử lý công thức phân cũng tầm 25 kg đến 30 kg phân 25. Có đã cả thành phần DB nha bà con nha. Và cử thứ ba và cử vừa rồi là anh Liêm đã xử lý tới 5-60 kg phân 20-25 nha bà con ha. Bởi lý do là bà con lưu ý một số điểm là lý do tại sao mà công thức phân ở giai đoạn này mạnh. Vì thời điểm này là điểm bung chồi xé tàn, để đẩy cái lượng mà tàn chúng ta bung cao lên, là cái cây chúng ta nó vượt cái giai đoạn mà giai đoạn gọi là khó khăn nhất là bằng ban đầu, nằm ở giai đoạn khoảng 22-25 ngày. Thì người ta đẩy cái lượng phân lên đây cao lên tí xíu để thúc cái quá trình mà sinh trưởng phát triển cái ruộng ớt nó nhanh hơn một tí xíu và giúp cái tàn chúng ta nó phủ tàn hơn. Vì đây là cơ sở để giúp hỗ trợ cái dàn rễ nó ăn dinh dưỡng mạnh để làm cái đà, cái hiệu sức cho đẩy lên cái lượng mà tàn chúng ta lấy tàn cái giai đoạn sau. Về thời điểm này em Hạnh cho xử lý cái sản phẩm Asanro kết hợp chung với 20-25 nha bà con ha. Rồi xử lý hai cử nha. Cử đầu tiên đó là cử giai đoạn 22-25 ngày là xử lý một đợt rồi. Sau đúng 7 ngày sau là anh Liêm xử lý thêm một lần phân NPK nữa. Là vừa rồi là bữa nay là 32 ngày và xử lý liên tục 3 cử phân nha. Nhưng tuy nhiên cái cử vừa rồi là cử nặng phân nhất. Nặng phân nhất là ở giai đoạn khoảng chừng 50 kg. Và có một số lưu ý như thế này cho bà con ha. Đối với cái dòng mà ớt chỉ thiên, giống ớt chỉ thiên mà chánh phong, giống ớt chỉ thiên chánh phong thì cái sức sống nó hơi yếu hơn so với một số giống ớt khác. Một số giống ớt khác chẳng hạn như là về nông hội nè, hay là sen hồng nè, thì cái lượng phân á, là nó yếu hơn, chính thế mà lượng phân nó nhiều hơn nha. Nó bà con lưu ý là nó nhiều hơn so với một số mà cái dòng ớt khác. Dòng ớt khác thì cái thành phần phân giai đoạn này bà con chỉ cần á rải khoảng chừng 25-30 kg là cái cây nó đã phê rồi. Tuy nhiên đối với chánh phong 04 thì bà con lưu ý là nó hơi yếu sức hơn, nó cây nó yếu hơn, sức sống nó yếu hơn tí xíu đó, thì cái lượng phân nó hơi cứng hơn so với cái giống khác nha bà con ha. Thì bà con lưu ý cho đó, nếu bà con cứ theo công thức của Hạnh là rải giai đoạn 5-60 kg phân đối với một số giống thì nó mạnh quá là coi chừng bà con dằn lại không kịp nha, nó vượt lá là nó vượt lá vượt đọt là cây sinh trưởng mạnh nó sẽ rụng bông đó nha bà con nha. Lưu ý điều này cho em Hạnh. Bà con hãy nhớ là mỗi một giống sẽ có cái sức sống khác nhau, bà con phải hiểu để bà con đi cái lượng phân nó tương đối là phù hợp, liều lượng tương đối là phù hợp và nó chuẩn thì bà con sẽ xử lý giai đoạn sau nó nhẹ hơn.
không cần xử lý thuốc bệnh dằn cây nhiều. Đó, đối với một số giống mà nếu mà em Hạnh khuyến cáo bà con, đối với giống sen hồng 084-085, đối với giống nông hội nguyên đăng 062 hoặc là giống vạn phát cũ hoặc mới cũng được nha bà con ha, hay là giống An Phú Nông 139 AK12, đó là những cái giống mà bà con có thể ta thấy là cái sức sống nó khá tốt, nó mạnh, thì bà con đi giai đoạn tầm 30 ngày này, giai đoạn khoảng chừng 25-30 chu kỳ phân là đã đủ rồi. Nhưng mà đối với giống Chánh Phong 04 thì có thể là bà con chúng ta đi nặng phân hơn, tầm 5-60 kỳ phân, 5-60 kỳ phân, để cho cái ớt chúng ta sinh trưởng phát triển nó đều hơn, nó khỏe hơn và nó đồng loạt hơn. Bà con điều tiết lượng phân nhé bà con ha. Đó là những cái công thức phân mà em Hạnh cho bà con chúng ta xử lý bên dưới gốc, ngoài cái việc mà đổ gốc đổ chích cây, sau đó chúng ta đi phân đi song song với nhau. Thì cái phần tiếp theo đó bà con lưu ý nè, em Hạnh muốn tư vấn thêm bà con chúng ta, đó là cái sản phẩm về xử lý trên lá. Trên lá thì mùa này là mùa 2023, nó có sinh trưởng cây, em Hạnh cảm nhận là nó hơi yếu hơn, chậm hơn so với năm 2022 vừa rồi. Thì cái lượng mà đặc biệt là cái vấn đề bệnh săn đọt ban đầu á, nó diễn ra rất là nhiều, và hầu như tất cả ruộng ớt, kể cả ruộng alim vẫn có lác đác một vài cây bị ban đầu nha bà con nha. Em Hạnh cũng xử lý chặn rất là nhiều nhưng mà nó vẫn bị lác đác một vài cây. Thì ở trên lá thì bà con nhớ lưu ý á, là quản lý ba cái vàng lá, đốm lá mắc cua ngay thời điểm này. Và thời điểm sau nữa là bà con hãy lưu ý nhiều, nó là vấn đề ngăn ngừa vàng đầu, săn đọt vàng đầu. Săn đọt vàng đầu thì nó có rất là nhiều yếu tố, nhưng mà yếu tố nhiều nhất vẫn là yếu tố về côn trùng. Yếu tố thứ hai vẫn là yếu tố về thời tiết. Thì bà con lưu ý ở chỗ đó, thì côn trùng mà con cố gắng ngăn ngừa chích thúc liên tục, không cho cái mật độ bỏ trĩ, không cho mật độ chích thúc nó nhiều hơn. Và quan trọng hơn đó là về thời tiết nha, thời tiết quyết định cũng khá là nhiều. Để mà hạn chế quá về thời tiết thì bà con chúng ta nên tăng cái mà sức đề kháng cho cây bằng cái combo mà em Hạnh cũng thường xử lý cho bà con chúng ta, đó là combo săn đọt vàng đầu, bao gồm những sản phẩm như sau. Một là sản phẩm Anvi, chuyên cung cấp chất triclosan và một số cái vi sinh vật men vi sinh để giúp cái cây chúng ta có đề kháng hơn. Thứ hai là sản phẩm Amino, giúp hỗ trợ và đi đọt đều hơn, cây mập mạp hơn. Thứ ba là sản phẩm Niro, là điều hòa sinh trưởng, giúp hỗ trợ và vận chuyển dinh dưỡng cũng như là giúp cái tế bào chúng ta nó sinh trưởng khỏe hơn, nó phân chia tốt hơn. Thứ tư vẫn không thiếu, đó là sản phẩm Vua Bọ Trĩ. Vua Bọ Trĩ thì có thể bà con luân phiên nha, luân phiên những cái cử thuốc khác nhau, chúng ta sẽ luân phiên bọ trĩ khác nhau. Đó là những yếu tố mà em Hạnh muốn chia sẻ cho tất cả bà con chúng ta. Đó, xem video của em Hạnh thì bà con lưu ý một số điểm đó để bà con có thể xử lý ruộng ớt chúng ta cho nó phù hợp hơn và cây chúng ta sinh trưởng khỏe hơn và năng suất nó đạt khỏe hơn. Và hiện tại giờ ruộng ớt hơn một tháng thì trên đây nụ rất là nhiều nha bà con ha, trên đây nụ mụ bông rất là nhiều, rất là nhiều nụ bông luôn nè ha. Đây là cơ sở để cái ớt chúng ta nó hình thành mầm chồi ở trên để đi tàn tược ha. Bên dưới bà con thấy không, cái trái nách trên đây nó rụng rồi nè, nhưng mà những cái hai trái trên nó đã có đậu rồi nè, hai trái trên đậu và hai trái nách ở trên cũng đậu trái luôn ha. Và lưu ý cái chỗ này thì năm nay á, cái ruộng ớt sinh trưởng em thấy nó hơi bị yếu á, nên cái giai đoạn mà vừa trẻ ngọn em Hạnh không áp dụng được, đối với ruộng ớt của Liêm là không áp dụng được cái combo là rau hoa đậu trái nha ha. Rau hoa đậu trái là cái combo là Chomelus đó bà con, năm ngoái em Hạnh có xử lý á, Chomelus cộng với ALS cộng với Folicua á, thì năm nay không áp dụng được, năm nay mình bỏ qua cái khâu đó luôn, mình cho cây nó đi luôn, tại vì cái năm nay sinh trưởng nó kém hơn, nên em Hạnh cho đi luôn, không dặn lại bằng cái bộ đó ha. Thì mỗi một đám ruộng, nếu bà con chúng ta là ruộng chúng ta mà con thấy cảm giác sinh trưởng phát triển mạnh thì bà con nên dặn cái combo đó, là giúp đậu trái giai đoạn sau này hiệu quả hơn. Rồi, em Hạnh xin cảm ơn tất cả bà con chúng ta đã quan tâm theo dõi kênh của em Hạnh nha. Và thời gian sắp tới thì em Hạnh sẽ cập nhật nhiều video tiếp theo cho bà con thêm theo dõi quy trình của em Hạnh xử lý.